Thưa quý vị, mới đây thông tin một trường học tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy ý kiến và chấm điểm của học sinh đối với các thầy cô giáo đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã tiến hành khảo sát ý kiến của học sinh để đánh giá 87 giáo viên với 12 tiêu chí cụ thể, chia mức độ đánh giá từ 1 đến 10 điểm xoay quanh các nội dung kiến thức của giáo viên, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá. Cụ thể, mỗi giáo viên được chọn một lớp thực hiện phiếu khảo sát với yêu cầu đó không phải là lớp do mình chủ nhiệm. Bà cán sự lớp sẽ chọn ngẫu nhiên nhóm 6-8 người cùng thảo luận và trao điểm từng tiêu chí. Kết quả, phần lớn giáo viên đạt được trên 100 điểm. Một số thầy cô chỉ đạt 70 đến 80 điểm. Tuy nhiên kết quả khảo sát này không liên quan đến việc xếp loại thi đua của thầy cô, chỉ là kênh tham khảo để mỗi người soi rọi lại mình, xem mình đã làm tốt được điều gì, chưa làm học trò hài lòng chỗ nào để điều chỉnh. Bảng điểm của 87 giáo viên được niêm yết công khai ở bảng công tác của trường.